bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuỗi video của EMK Global. Mình là Megan Nguyễn và ngồi cạnh mình đây là chị Elise, giám đốc của EMK Global. Cảm ơn chị Elise đã dành thời gian để tham gia vào video ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì biên giới Úc đóng cửa từ tháng 3 năm 2020 và rất nhiều bạn du học sinh không thể trở về quê hương của mình, cũng như rất nhiều bạn du học sinh không thể nào mà đến Úc học tập được. Cho nên chuỗi video này chúng ta sẽ cùng bàn luận về việc biên giới của Úc đóng cửa thì những du học sinh cần phải làm gì tiếp theo. Chị Elise, chị có thể cho em biết một số trường hợp của các bạn du học sinh hiện nay được không ạ? Chị cảm ơn Megan đã dành câu hỏi cũng như là mời chị tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Thì chị nghĩ là cái chủ đề này là một cái chủ đề mà rất là nhiều các bạn sinh viên hiện tại rất là quan tâm. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc là cái kế hoạch học tập cũng như là du học của các bạn trong năm 2020 cũng như là 2021. Thì theo như là những cái mà chị quan sát thì có 3 nhóm các bạn sinh viên chính mà bị ảnh hưởng do tình hình là biên giới Úc đóng cửa. Thì nhóm đầu tiên đó là các bạn mà hiện tại là các bạn đang cân nhắc trong cái việc là các bạn có nên du học Úc không, mà trong trường hợp này là các bạn sinh viên vẫn còn đang ở Việt Nam. Ví dụ như là các bạn trong một năm vừa rồi thì các bạn vừa học hết phổ thông chẳng hạn và các bạn muốn là sang Úc du học, thì các bạn cũng đang cân nhắc là do cái tình hình biên giới như thế này thì các bạn liệu có nên du học không. Nhóm đối tượng thứ hai là các bạn mà đã có visa Úc rồi nhưng mà có rồi nhưng các bạn lại không thể bay qua được, thì hiện tại các bạn phải làm sao đấy. Và nhóm thứ ba là các bạn học sinh mà là du học sinh Úc ấy, sang Úc từ trước thời điểm tháng 3 năm 2020, và tuy nhiên thì cái thời điểm đấy các em cũng biết là nó cũng trùng với cả lịch nghỉ Tết của Việt Nam, nên là rất là nhiều bạn thì đã về nước trong cái khoảng tháng 1, tháng 2 năm 2020. Sau rồi do tình hình biên giới và họ đã có cái việc là đóng cửa biên giới nên các bạn không thể kịp quay trở lại để các bạn học tập tại Úc. Thì đấy là ba cái nhóm đối tượng chính mà bị ảnh hưởng do việc là biên giới Úc đóng cửa. Thì chúng ta hôm nay sẽ thảo luận là những cái hỗ trợ, những cái giải pháp cũng như là cái hướng mà dành cho ba đối tượng này các bạn nên là làm gì tiếp theo. Dạ vậy thì tình hình hiện tại Covid ở Úc như thế nào ạ? Thì hiện tại thì tình hình dịch bệnh của Covid ở Úc thì đã được kiểm soát rất là tốt. Chính phủ Úc thì với những cái biện pháp mặc dù là có thể là nó không thực sự là nó hỗ trợ được các bạn trong cái việc là các bạn quay trở lại Úc được sớm nhất. Tuy nhiên thì đây là những cái mà nỗ lực hết sức mà chính phủ có thể làm được trong cái việc là bảo vệ người dân cũng như là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Nên là hiện tại dịch Covid ở Úc đã kiểm soát rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng có một số những con số mà các bạn du học sinh cũng cần phải biết. Đấy là cái việc mà biên giới đóng cửa ấy, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến các bạn đâu, mà kể cả người Úc cũng đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì theo cái số liệu thống kê gần đây thì hiện tại là do cái việc là biên giới đóng cửa thì đã có tới tận hơn 36.000 công dân Úc hiện tại thì vẫn còn đang mắc kẹt ở nước ngoài. Cũng thậm chí là hiện tại thì một tuần ấy thì cũng có cái hạn mức là chỉ được khoảng hơn 1.000 các cái gọi là cái số người có thể bay được lại ở các cái thành phố chính mà có thể là đối với cả các cái đường bay quốc tế. Cũng về cái thông tin liên quan đến dịch bệnh ấy, thì là đối với các bạn sinh viên quốc tế thì đến thời điểm hiện tại thì đối với bang ở Úc ấy, thì bang duy nhất mà đã có là một số những sinh viên quốc tế đã quay trở lại, đấy là bang Bắc Úc, Northern Territory, thì đã có một cái chuyến bay để đưa 63 bạn sinh viên đến trường đại học CDU để học tập. Nhưng mà cái chuyến bay này nó đã diễn ra rất là lâu rồi, từ tháng 11 năm 2020 cơ. Chính phủ cũng như là chính phủ của từng bang thì cũng đã có những cái kế hoạch để có thể đưa sinh viên quay trở lại sớm nhất có thể. Tuy nhiên thì do cái diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh nên là chính phủ đã không thể nào mà có thể là tiến hành được theo đúng như là cái kế hoạch mà mình đề ra. Thì hiện tại thì đối với cả các bạn du học sinh thì thống kê là khoảng hơn một nửa triệu các bạn là các bạn du học sinh, và trong đấy thì có đến tận 1/3 là các bạn vẫn còn đang ở ngoài Úc cơ. Đấy, và con số này là tính đến tháng 1 năm 2021. Có thể thấy là tình hình dịch bệnh thì nó không chỉ ảnh hưởng đến các bạn du học sinh mà kể cả người Úc nói chung cũng bị ảnh hưởng. Và đây là một cái điều mà chúng ta thực sự là chúng ta cần phải biết là nó không chỉ ảnh hưởng một mình các em đâu mà còn ảnh hưởng rất rất nhiều các bạn khác, nên là chúng ta cũng đều là trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Theo như chị đã đề cập trước đấy thì có 3 nhóm đối tượng chính bị ảnh hưởng bởi biên giới Úc đóng cửa. Thì em có thể nhắc lại một số các đối tượng này, ví dụ như là các bạn du học sinh đang cân nhắc đi du học Úc thì các bạn cần phải làm gì trong cái trường hợp này không ạ? Thì phía EMK Việt Nam
nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc cũng quan tâm của các bạn du học sinh cũng như là các bạn khách hàng mà mong muốn là được đi du học Úc. Thì các bạn cũng hỏi là thế thời điểm này có phải là thời điểm thích hợp để mình làm hồ sơ đi du học Úc không? Thì câu trả lời của EMK là phải phụ thuộc vào cái nguyện vọng của chính các bạn để các bạn đưa ra được quyết định là các bạn có thể là đi du học không. Các bạn cũng lưu ý là cái tình hình biên giới ấy, thì không thể nào mà ngày mai ngày kia nó mở được đâu. Nó cũng sẽ phải mất một thời gian do có phải có cái lộ trình và phải đảm bảo được là cái an toàn về tính mạng của con người nữa. Nên là có thể là phải đến tận đầu năm sau các bạn mới có thể là quay lại học tập được. Thì nếu như các bạn đang cân nhắc trong việc đi du học thì các bạn, đặc biệt là du học Úc, thì các bạn cũng cần phải nghĩ xem là từ giờ cho đến cái lúc mà năm sau thì các bạn sẽ làm gì. Thì nếu như các bạn trả lời được câu hỏi là các bạn sẵn sàng, là các bạn mong muốn đi du học Úc, là mong muốn, nguyện vọng chính đáng và các bạn rất là mong mỏi và đó là cái hướng đi duy nhất mà các bạn mong muốn, thì các bạn nên làm hồ sơ từ bây giờ. Các bạn có thể chuẩn bị trong cái việc là các bạn ôn tiếng Anh, rồi chuẩn bị làm hồ sơ, rồi chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, thì mọi việc vẫn diễn ra rất là bình thường. Tuy nhiên thì một số bạn thì cũng có băn khoăn là thế thì nếu như mà em chờ đợi như vậy mà cuối cùng nó kéo dài hơn so với là cái mà mình dự kiến không? Thì đối với những cái bạn này thì theo chị ấy, các bạn có thể đăng ký học ở một trường tại tại địa phương của mình. Có thể là học đại học hay học cao đẳng, đấy là tùy nguyện vọng của các bạn. Một năm học đó các bạn vẫn trau dồi tiếng Anh để thật là tốt. Rồi là các bạn vẫn tiếp tục là làm hồ sơ song song với việc là các bạn vẫn đi học. Chị thấy giải pháp này an toàn hơn với các bạn rất là nhiều. Đấy, và trong thời điểm này ấy, thì do là cái tình hình dịch bệnh cũng như là tình hình chung về cái việc là có cái sự xáo trộn cũng như là những cái cân nhắc trong cái việc là có đi du học Úc không, nên là cũng có một cái lượng lớn các bạn học sinh là các bạn đã tạm dừng hồ sơ hoặc là các bạn không làm hồ sơ nữa. Thì chính phủ Úc cũng hoàn toàn hiểu cái vấn đề này. Và cái ví dụ như chẳng hạn là một số trường hợp như là các bạn do dịch bệnh nên là ảnh hưởng đến cái kế hoạch học tập, và có thể là các bạn có cái khoảng thời gian mà các bạn không đi học hay đi làm dài ra do là dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người, đúng không? Và các trường học cũng đóng cửa rồi, kể cả những cái đơn vị về ví dụ như chẳng hạn là các văn phòng, các xí nghiệp cũng đóng cửa thì các bạn cũng không thể nào đi học hay là đi làm được. Thì chính phủ Úc cũng hiểu vấn đề này là nếu như các bạn xin visa trong thời điểm này thì những cái điều kiện liên quan đến cái việc là làm sao đấy để đảm bảo là cái hồ sơ của các bạn ấy nó hợp lý thì có thể là chính phủ sẽ cân nhắc để là giảm thiểu một số những cái yêu cầu liên quan đến cái việc là xét hồ sơ của các bạn. Tuy nhiên thì vẫn phải đảm bảo những cái điều kiện tiên quyết, chứ không phải là hồ sơ xấu mà các bạn nộp đi Úc được đâu. Hồ sơ vẫn phải đảm bảo một số yếu tố, nhưng mà có thể là thời điểm này hồ sơ không cần quá đẹp, các bạn vẫn có thể làm hồ sơ đi Úc được. Đấy thì các bạn cân nhắc. Một hướng khác mà chị thấy là cũng nhiều bạn cũng có hỏi phía EMK, đấy là các bạn có thể chuyển sang một nước khác mà hiện tại người ta đang mở biên giới không? Thì EMK ngoài việc là làm đối với thị trường Úc thì EMK cũng có làm những cái thị trường khác. Thì ví dụ như là thị trường nước Anh là UK, hay là ví dụ thị trường Canada thì cũng là những thị trường mà EMK làm rất là nhiều. Thì những thị trường này thì hiện tại là biên giới của họ là không bị hạn chế. Các bạn là hoàn toàn có thể là khi có visa các bạn có thể bay sang những cái nước đấy. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại là nhiều bạn bay để đi du học, nhưng cũng có một số bạn thì là bay để quay trở lại Việt Nam. Để bởi vì là tình hình Covid thì có thể ngày hôm nay nó an toàn thôi, nhưng mà ngày mai thì nó lại diễn biến phức tạp. Thế nên là khi mà các bạn cân nhắc đến cái hướng là các bạn lựa chọn một quốc gia khác mà không phải Úc ấy, thì các bạn cũng cân nhắc là xem đất nước đấy có an toàn để cho các bạn đến không. Thời điểm này thì không có ai giục các bạn là các bạn phải đi du học luôn, chị nói thật luôn. Thế nhưng mà nếu như mà thực sự là du học là cái mà cái đích cuối cùng mà các bạn mong muốn, thì các bạn hãy dùng cái thời gian này, có thể là nửa năm, một năm, làm cái gap year đấy, và các bạn chuẩn bị tốt để các bạn có thể làm được những cái điều mà mình mong muốn ở Việt Nam, cũng như là chuẩn bị hồ sơ tốt cho cái kế hoạch du học của các bạn. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị. Thì như em thì cũng có rất là nhiều học sinh cũng nhờ em tư vấn về việc du học Úc ấy, và cũng có nhiều bạn hiện tại đã đỗ vào các trường đại học ngoại thương hoặc đại học quốc dân, kinh tế quốc dân. Tuy nhiên là cái mong muốn để đi du học cũng như xin học bổng của các bạn là không bao giờ dừng lại. Đó thì các bạn chấp nhận là với tình hình hiện tại các bạn sẽ học ở Việt Nam những cái trường đại học đấy, nhưng mà khi mà có cơ hội thì các bạn sẽ nộp hồ sơ để đi du học. Chị cũng thêm một chút thông tin nữa là có một số trường ở Úc ấy là họ sẽ yêu cầu là các bạn cần phải học hết năm nhất đại học, thì các
các bạn mới có thể vào thẳng chương trình đại học ở bên này. Đấy, và nếu như các bạn đạt điểm cao, ví dụ trên 8,0 của năm đầu tiên ấy, các bạn có thể giành được học bổng rất là cao. Nên hãy tận dụng một cái năm mà mình nghĩ là một cái năm không may mắn này để các bạn có thể là hoàn thiện hồ sơ của mình tốt hơn. Thì biết đâu các bạn sẽ có những cái may mắn về sau. Nhóm đối tượng thứ hai mà chị có đề cập là những bạn học sinh mà đã có visa du học rồi, hoặc là những cái bạn mà đã nộp hồ sơ visa du học và đang chờ visa được cấp, thì những cái bạn này cần phải làm gì trong trường hợp mà biên giới Úc vẫn đóng cửa? Thì hiện tại EMK cũng có các bạn du học sinh mà các bạn mới có visa. Tuy nhiên thì các bạn vẫn không thể quay được, vẫn không thể bay được sang Úc bởi vì là do biên giới đóng cửa. Thì giải pháp chung là các bạn có thể đăng ký học online. Các bạn có thể đăng ký học 1 đến 2 môn, hoặc là thậm chí là tùy vào cái nguyện vọng của các bạn có thể là lùi cái thời gian các bạn nhập học muộn hơn để cho phù hợp với cả cái kế hoạch của mình. Thì đấy là những cái hướng cơ bản dành cho các bạn. Các bạn lưu ý là nếu như mà các bạn đã có visa rồi mà các bạn học online, kể cả các bạn học ở Việt Nam, thì sau này các bạn vẫn đạt đủ điều kiện để các bạn có thể xin visa tốt nghiệp 48 năm. Nên là mặc dù đây là một cái điều mà không, các bạn không mong muốn bởi vì là các bạn không được qua Úc để các bạn trải nghiệm cái cuộc sống ở Úc, nhưng mà việc trải nghiệm học tập online cũng là một cái trải nghiệm mà rất là thú vị, cũng như là sẽ giúp các bạn trong cái việc tự học được tốt hơn. Và EMK thì cũng khuyến cáo là các bạn đừng đăng ký quá nhiều môn nhá, bởi vì là thật sự học online ấy, các bạn lại phải tự học nhiều nên là nó không có dễ dàng đâu. Nên là các bạn nên xin giảm số môn để làm sao đấy các bạn vẫn có thể đảm bảo được là các bạn tham gia đầy đủ các cái bài giảng, cũng như là các bạn có thể làm bài được đầy đủ. Các bạn cũng có thể xin được cái sự hỗ trợ từ phía nhà trường, bởi vì do các bạn học online nên là chắc chắn các bạn sẽ có nhiều cái câu hỏi thắc mắc hơn. Thì các trường người ta cũng sẽ có bộ phận riêng để hỗ trợ các bạn học online. Ngoài ra phía EMK Global hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn, bởi vì là EMK có văn phòng ở bên Úc nữa. Nên là khi mà các bạn cần hỗ trợ mà hỗ trợ nhanh thì các anh chị ở phía đầu cầu Úc vẫn có thể hỗ trợ được các em. Chắc chắn rồi. Mình xin được nói thêm mà visa 485 mà chị Alice có đề cập chính là visa các bạn có được sau khi tốt nghiệp. Thì visa này sẽ cho các bạn ở lại Úc từ 18 tháng trở lên cho đến khoảng 4 năm đúng không chị? Tùy thuộc vào cái ngôi trường các bạn học, địa điểm, địa lý ở đâu, và đặc biệt là phụ thuộc vào diện visa mà các bạn nộp nữa. Visa này sẽ cho các phép các bạn ở lại Úc làm việc toàn thời gian. Và nhóm đối tượng thứ ba mà chị có đề cập là những cái bạn học sinh mà đã nhập học rồi trước tháng 3 năm 2020 và các bạn đấy trở về Việt Nam và không thể quay trở lại Úc, thì các bạn này cần làm gì ạ? Thì như Megan nói, cái nhóm đối tượng này là ai? Ví dụ như chẳng hạn là các em là du học sinh Úc và các em qua Úc học trước tháng 3 năm 2020, nhưng mà vì một lý do nào đấy thì các em bay về Việt Nam, có thể là về thăm gia đình, về chơi Tết, nghỉ Tết, và các em mắc kẹt lại, các em không thể quay trở lại được do là không có chuyến bay để quay trở lại. Thì đối tượng này các em vẫn còn đang học tập, thì các em nên làm như thế nào? Từ thời điểm mà từ tháng 3 năm 2020 đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là cũng đã khá là lâu rồi, một năm rồi. Thì chị nghĩ là các bạn cũng đã có cái giải pháp riêng của mình. Thì chị thấy là một số những cái giải pháp như sau. Một số các bạn của EMK thì các bạn tiếp tục học tập, các bạn đăng ký học online. Và tùy theo là cái lịch học mà các bạn mong muốn thì các bạn có thể là học giảm môn, và các bạn vẫn học với những cái số môn như vậy để các bạn hoàn thành được chương trình học. Thì đối với những bạn này thì các bạn hoàn toàn có thể là xin được visa tốt nghiệp 48 năm mà như là Megan vừa đề cập trước đấy, để các bạn hợp lệ để xin. Chính phủ Úc cũng rất là tạo điều kiện, đấy là các bình thường ấy thì visa 48 năm này các bạn chỉ được xin ở trong Úc thôi, nhưng trong thời điểm dịch bệnh thì các bạn không thể quay trở lại Úc để các bạn nộp visa này, nên là các bạn có thể nộp từ Việt Nam luôn. Đấy, thì EMK cũng đã hỗ trợ một số trường hợp để các bạn có thể nộp visa thành công, nên các bạn hoàn toàn có thể liên hệ EMK để EMK hỗ trợ các bạn trong cái việc là xin visa tốt nghiệp. Cái điểm hay của visa tốt nghiệp này là gì? Là kể từ thời điểm mà các bạn xin được visa thì các bạn có khoảng 2 năm để các bạn có thể là bay sang Úc, tức là các bạn không phải là có visa cái là ngay thời điểm đấy các bạn phải bay luôn đâu. Các bạn có 2 năm để chuẩn bị là cái chuyến bay nào nó phù hợp nhất để các bạn sang. Và cái visa này nó sẽ chỉ tính hiệu lực từ cái thời điểm các bạn đặt chân đến nước Úc. Thế như Megan nói thì là hiệu lực có thể là từ 18 tháng cho đến 2 năm hoặc 4 năm. Thì tùy theo là các bạn xin cái loại visa nào. Thì khi các bạn đặt chân đến nước Úc, các bạn sẽ có toàn bộ cái thời gian đấy để các bạn có thể là kiếm việc, xin việc, rồi là đi làm thêm, khám phá nước Úc. Thì đấy là những cái điều mà chị thấy là nó thay đổi rất là lớn đối với cả cái chính sách visa hiện tại. Thì cụ thể mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái thông tin này, các bạn hãy liên lạc với cả EMK ở Việt Nam để EMK Việt Nam có thể đánh giá hồ sơ và hỗ trợ các bạn trong việc xin visa tốt nghiệp từ Việt Nam luôn.
Em xin cảm ơn câu trả lời của chị Elise và những chia sẻ của chị rất là hữu ích. Các bạn lưu ý đây là phần 1 của video chia sẻ về du học sinh và biên giới Úc đóng cửa. Các bạn hãy cùng đón xem phần 2 của video nhé. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi và thắc mắc của các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.